Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki ở mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki ở mình. Và ngày hôm trước thì mình đã có làm video tất tần tật về các bộ trang phục xuất hiện ở trong sự kiện Thanh Trừng trong vòng 4 năm qua. Thì có nhiều bạn bảo là ui, chốt làm sự kiện Thanh Trừng thì làm nốt cả skin súng đi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến video tất tần tật các skin súng đã xuất hiện ở trong sự kiện Thanh Trừng nha anh em nhé. Ok con dê, bắt đầu vào năm 2019. Và hôm trước tôi bị nhầm năm 2018 anh em ạ. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ có đó là khẩu M4A1, và đến thời điểm hiện tại vẫn đang là một khẩu khá ngon, đó là M4A1 thảm họa. Khẩu này thì cộng một sát thương, hai tốc độ bắn giảm đi một tầm xa. Nói chung là cái chuyện giảm một tầm xa ấy làm cho cái khẩu này nó không bao giờ đứng được ngang hàng với những khẩu M4A1 mạnh nhất như là khẩu rừng xanh, khẩu thiết quyền hay là ví dụ như là khẩu địa ngục. Đấy, tuy nhiên thì đây vẫn là một skin súng ngon. Và thực ra nếu mà anh em nào đã từng sở hữu cái khẩu M4A1 thảm họa này ấy thì anh em thậm chí là cũng chẳng cần thiết phải có cái mua thêm một skin M4A1 nào khác. Nhưng mà cái khẩu M4A1 thảm họa này thậm chí là nó còn có một vụ khá hay, đấy là có một khoảng thời gian ấy bên Ana Free Fire họ bán nhầm cái khẩu này thành khẩu pha ke, nghĩa là chỉ có hai tốc độ bắn thôi nhưng lại thiếu đi mất một sát thương. Đấy thì cái vụ mà M4A1 thảm họa pha ke này cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài, đâu đó khoảng cỡ 1 năm bên Ana Free Fire mới phát hiện ra lỗi này và sửa lại. Hình như là về sau họ bỏ cái khẩu ấy đi. Tuy nhiên ở một số tài khoản của một số người ấy thì vẫn còn lại cái khẩu pha ke này. Đấy, một số người vẫn còn lại cái khẩu này nha anh em nhá. Và khá là thú vị. Ok, ở vị trí tiếp theo chúng ta sẽ có một khẩu M1014 thảm họa. Khẩu này hình như đã từng được Ana Free Fire đem vào trong một số sự kiện free. Khẩu này thì nó giảm tốc độ thêm đạn, nên là có một thời kỳ khi mà M1014 nó hơi cùi bắp. Đấy, về cái tốc độ thay đạn thì không ai dùng cái khẩu này cả, tại vì khẩu này tốc độ thay đạn nó chậm quá, thay như rùa bò. Nhưng mà tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì sau cái cập nhật phiên bản của B33 ấy, bên Ana Free Fire đã cập nhật thêm 30% tốc độ thay đạn dành cho M4 này. Thế nên bây giờ khẩu này dùng cũng được. Khẩu này nó sẽ có 8 viên đạn và có thêm một điểm sát thương. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là quá ấn tượng, thế nên là số lượng người sử dụng khẩu này cũng là không nhiều. Nói chung là với shotgun mà giảm tốc độ thay đạn thì là dở rồi. Và đó lý do vì sao mà đây là một trong những skin súng có lẽ là bị ghẻ lạnh bậc nhất trong Ana Free Fire. Vì mặc dù là liên quan sự kiện Thanh Trừng đấy, nhưng mà chỉ số nó cùi bắp thì người nông dân biết làm sao anh em. Tốt nhất là không nên dùng những cái khẩu mà giảm tốc độ thay đạn này, vì đôi khi chỉ chậm hơn đối phương trong một khoảnh khắc thay đạn thôi là các bạn có thể phải nằm rồi. Mà trong khi đó cái điểm băng đạn cũng như cái điểm sát thương lại không phải cái điểm mà quá đặc biệt đến từ cái khẩu M04 thảm họa này. Một trong khẩu tiếp theo có thể coi là tương đối mạnh, đó là AN94 thảm họa. Khẩu này sẽ giảm tầm xa, tuy nhiên nó sẽ cộng chúng ta đó là 2 điểm sát thương và 1 điểm chính xác. Cái điều này thì giúp cho khẩu AN94 này là một trong khẩu AN94 có đam to nhất trong Ana Free Fire. Tuy nhiên thì ngày trước ấy, khẩu AN94 này khi ở cái thời kỳ mà nó mới ra mắt ấy, nó là một khẩu súng mà thiên về sát thương. Đấy, nó là một khẩu thiên về sát thương thay vì là thiên về bắn tốc độ nhanh và độ chính xác. Tuy nhiên thì về sau này bên Ana Free Fire đã chỉnh sửa lại khẩu này khi mà đã tăng cái độ chính xác của nó lên cũng như là tăng tốc độ bắn nó lên. Tuy nhiên thì sát thương của nó lại không được to như ngày xưa. Nói chung thì về cơ bản thì cái khẩu thảm họa này cũng là một trong khẩu khá ngon, và khẩu này đã từng là một trong skin súng hiếm mà bên Ana Free Fire họ bán ra trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó thì họ chôn mất đâu đó một khoảng thời gian cỡ khoảng 1 năm, sau đó thì họ mới bán lại. Thế nên thực ra cái khẩu thảm họa này cũng không phải có quá nhiều người sử dụng đâu. Về ngoại hình thì khẩu này trông khá đẹp đấy, về ngoại hình thì trong những cái khẩu của cái bộ thẻ của Thanh Trừng mùa 1 đấy, của Rampage mùa 1 thì tính ra là khẩu AN94 này trông khá đẹp và khá đặc biệt. Đấy, nên là anh em nào có thì ngon. Và trong 4 khẩu thảm họa của mùa đầu tiên ấy thì bên Ana Free Fire họ phát free người chơi, đó là khẩu UMP thảm họa. Cái này thật ra nó cũng là một cái thảm họa bên Ana Free Fire, và sau này họ mới phát hiện ra đó là một sai lầm. Khẩu UMP thảm họa này ấy, nó cộng 2 sát thương ở một tầm xa. Đây là chỉ số cực kỳ mạnh đối với một skin tiểu liên. Tuy nhiên thì thời đó thì bên Ana Free Fire họ nghĩ rằng ui dồi ôi, cái phát cho mấy thanh niên nó chơi đấy, phát cho các cháu nó chơi cho nó vui. Nhưng mà sau này bên Ana Free Fire nhận ra thôi xong rồi, khi mà khẩu UMP này nó được tăng sức mạnh lên, tăng độ chính xác, giảm đi độ giật và cải thiện thêm rất nhiều điều ở trong cái phiên bản sau này, thì cái skin UMP thảm họa là một trong skin rất mạnh. Đây là một trong skin có khả năng dồn sát thương rất là tốt luôn, và thậm chí là đến thời điểm hiện tại vẫn có nhiều bạn sử dụng skin này khi mà họ không có nhu cầu mua những cái khẩu như là UMP nâng cấp hay là UMP nghệ sĩ tử thần hay là UMP khủng long nhong nhong, thì khẩu này bắn
vẫn rất là ngon. Kéo tâm vào đầu thì phải gọi là hết nước chấm luôn. Đấy, kéo tâm vào đầu thì tôi phải nói với anh em là không thể nào mà chê vào đầu được. Và đó là một sai lầm đến bên Ghana FIFA trong chiến lược bán súng, mình nghĩ là như vậy. Và nó khiến cho cái khẩu free này, thậm chí là khẩu này bên Ghana phát free tới 2 lần chứ không phải phát 1 lần. Ok, là hai khẩu tiếp theo của chúng ta đó sẽ là khẩu M41 tử thần và SKS tử thần. Hai khẩu này đến từ thẻ vô cực mùa 13, nghĩa là thẻ vô cực mà đi kèm với hai bộ trang phục của cái mùa thanh trừng đầu tiên. Nói chung là khẩu M41 này trông nó rất xấu. Đấy, nó là một trong những cái mùa thẻ vô cực đầu tiên mà có chứa skin súng, nhưng mà bên Ghana họ làm cũng tương đối cẩu thả. Thế nên là với cả cái đồ họa thời đấy nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nên khẩu skin này trông chả khác gì khẩu bình thường. Khẩu SKS thì trông đẹp hơn một chút, nhưng mà tất nhiên là hai khẩu này nó cũng không có chỉ số. Đấy, không có chỉ số mà nó khá là cùi bắp anh em ạ, bắn người cũng không chết. Đấy, thì nó chỉ như skin súng thường thôi. Cái này chủ yếu dành cho anh em game thủ nào mà đi thi đấu giải thì anh em có thể gọi là đeo mấy skin này đi lòe người khác, hoặc là ví dụ như anh em chơi những cái phòng mà nó không có skin súng ấy. Đấy, thì nó cũng sẽ đem đi gọi là trêu nhau, đem đi dọa nhau được. Chứ còn nói thật là vào mà gặp mấy ông cầm M41 có skin huyền thoại, nó bắn cho thì phải gọi là ối rồi ôi luôn. Đấy, nhưng tất nhiên đây vẫn là những skin súng mà có liên quan ngay thanh trừng và nó vẫn sẽ có mặt ở trong cái danh sách này. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ một chốc lát và xem một đoạn quảng cáo nho nhỏ nha. Anh em mà đang có nhu cầu mua tai nghe, đừng quên ghé qua Riaki Store ngày 25 tháng 6, chính là ngày summer sale cực lớn. Khi mà mua một mẫu tai nghe bất kỳ, anh em sẽ có thể được nhận ngay đó là một con mô hình mini. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái mức giảm giá, các voucher giảm từ 30-50% giá trị trên mỗi sản phẩm. Chưa kể các chương trình flash sale cực kỳ ngon lành cành đào. Anh em hãy có nếu mà có nhu cầu hãy ghé qua đó Riaki Store HN hoặc Riaki Store HCM. Mà kể cả anh em không có nhu cầu, anh em qua vẫn được phát voucher cho những người follow mới nha anh em. Ok con dê, chúng ta quay trở lại với cuộc chơi. Sau cái năm đầu tiên mà làm chương trình thanh trừng rất là hay thì đến năm thứ 2 bên Ghana FIFA nó lại lười. Đấy, năm thứ 2 FIFA họ khá lười khi mà họ quyết định là sẽ đưa luôn một cái bộ súng vào bên trong cái chế tác dành cho ngày thanh trừng. Đó là chế tác chiến tranh, M4 chiến tranh và một số những khẩu khác như dịch bệnh chết chóc cũng như là khẩu gì đấy tôi cũng chả nhớ tên nữa. Nhưng về cơ bản thì bốn khẩu này ngoại hình nó giống hệt nhau, thay đổi có mỗi một tí thôi. Trong bốn khẩu này thì M4 chiến tranh vẫn là khẩu được yêu thích nhất thời điểm hiện tại khi mà nó có tốc độ bắn và tốc độ thay đạn là tốt. Bên cạnh đó thì cái khẩu này nó cũng mang lại cho người chơi một cái độ ngầu nhất định khi mà cầm. Tất nhiên là trong cả bộ chế tác này tôi sẽ chỉ lấy một cái súng thôi, tại vì thật ra thì mấy khẩu kia ngoại hình nó cũng có khác gì đâu. Nhưng mùa này nó bắt đầu đánh dấu một cái mùa mà bên Ghana FIFA họ khá là lười biếng. Ví dụ như là bốn cái bộ đồ của cái thanh trừng mùa 2 ấy, về cơ bản là nó cũng nan ná như thanh trừng mùa 1 thôi. Đấy, nó không có sự phá cách, không có sự đột phá là quá nhiều. Nên là cái mùa này thì người ta chỉ nhớ đến mỗi cái bộ hỏa sư tối thượng nó phát free, cộng thêm với cả cái súng M04 chiến tranh này trong những phần so sánh súng. Ở mùa tiếp theo đó là Tứ Linh thì bên Ghana FIFA họ ra một cái bộ M60 khá là ngon. Thực sự là có hai skin M60 rất ngon là Thanh Long và Bạch Hổ. Và thực sự thì đây là một trong những cái bộ chế tác mà cá nhân tôi đánh giá là chỉ số nó rất là tuyệt vời mặt trời luôn. Bên cạnh đó thì những bộ trang phục Thanh Long Bạch Hổ thì cũng là một cái gọi là một cái luồng gió nó rất là mới. Đấy, một luồng gió rất mới dành cho những game thủ Free Fire. Mặc dù có nhiều người thì không thích cái phong cách Á Đông này, không thích cái phong cách của thanh trừng mùa 3. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là cái gì nó phải có sự đổi khác đi. Thì cái bộ M60 của thanh trừng mùa 3 này cá nhân mình đánh giá là cũng được. Giá của nó cũng không phải là quá đắt. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể có một cái sự gọi là so sánh giữa hai khẩu mạnh nhất của nó là Thanh Long và Bạch Hổ. Hai khẩu này thì chất lượng của nó phải gọi là ngang nhau. Thế nên là cái bộ M60 này đến thời điểm hiện tại thì những anh em mà chơi M60 ấy, thì vẫn xài cái bộ này thôi. Và sau cái mùa mà chế tác của M60 này ấy, thì ngay cả bản thân M60 cũng không thấy có thêm quá nhiều những cái skin súng mới dành cho M60. Tôi nghĩ là có lẽ là M60 chế tác như vậy là đủ rồi, và người ta cũng không cần phải đẻ thêm ra skin cho M60 làm gì. Chúng ta sẽ có một cái bộ mà cũng có thể coi là tương đối lười biếng và thiếu ý tưởng đến bên Ghana FIFA vào năm nay. Đó chính là bộ AUG Thần Sư Tối Thượng cùng với cả những khẩu như Hắc Vân, Cuồng Phong và Thiên Vũ. Thì cái bộ AUG này phải nói rằng là chỉ số nó khá là a đuổi. Đấy, chỉ số nó không được ngon như là cái bộ M04 năm kia hay là bộ M60 năm ngoái, mà năm nay thì đúng kiểu là khẩu AUG này sinh ra cho nó có thôi. Đấy, sinh ra cho nó đủ team thôi. Ngay cả cái hiệu ứng cũng như là cái tạo hình của cái súng này nó cũng không phải là quá đặc biệt. Thế nên đấy là lý do vì sao mà không ai mua mấy. Đặc biệt là AUG thì thời gian đây vừa bán lại khẩu AUG thời không, nó cộng hai tốc độ bắn, một độ chính xác này lại gọi là quá ngon luôn. Đấy, của sự kiện Chrono và
đó lý do vì sao mà khẩu AUG này, có lẽ bộ AUG này sẽ là một trong những cái bộ chế tác bị ghẻ lạnh bậc nhất trong Ghana Free Fire. Không phải vì nó không phải là vì người ta không thích, mà bởi vì là chỉ số cộng với ngoại hình của nó chẳng được cái điểm nào mà gọi là ăn tiền cả. Đấy, chứ còn ví dụ như cái bộ Pharmat thần khí ấy, bây giờ ngoại hình nó không được đẹp ấy, nhưng mà chỉ số nó ngon ấy, người ta vẫn húp. Đấy, và năm nay thì nó thể hiện là bên Ghana Free Fire họ không muốn đầu tư nhiều vào skin súng AUG này, mà cái mà họ muốn đầu tư vào đó chính là khẩu Thompson hỏa bộc. Đấy, đây chính là cái tâm điểm của Thanh Trừng năm nay. Khi mà khẩu Thompson hỏa bộc này chúng ta sẽ có đó là hai cái màu sắc khác nhau, chỉ số rất ngon, tốc độ bắn hai xuyên giáp giảm một băng đạn, nên một giảm một băng đạn là chuyện rất bình thường với Thompson. Hôm nay bắn thì có vẻ gọi là kéo tâm, ối giời ơi luôn. Ai kéo tâm, kéo các kiểu là điều, kéo lên, kéo xuống, kéo xa, kéo vào, nó phải gọi là tuyệt vời mặt trời. Nó có thể coi nó là skin Thompson mạnh nhất trong Ghana Free Fire thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong những cái ván chạy bo, đặc biệt là đến những giai đoạn cuối game đối phương có bình mũ 3 giáp 4 các kiểu là điều, thì khẩu này nó sẽ phát huy tác dụng là rất nhiều. Khẩu Thompson này ấy, thì về cơ bản nó cũng không phải là khẩu tiểu liên được ưa chuộng lắm, không phải được dùng nhiều lắm, thế nên là cái số lượng skin nó cũng không nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 9 skin Thompson mà có chỉ số từng ra mắt thôi, trong đó thì một nửa là mấy skin khá là quý bắp. Thế nên khi mà cái khẩu Thompson thần sư tối thượng này ra thì mình nghĩ rằng là nó cũng rất là được ăn khách. Đấy, cũng rất là ngon, rất là ok với cả cái skin này. Và năm nay thì nó là skin tâm điểm, nó đến từ một cái tính năng mới mang tên là mật thư tối thượng. Và vị trí cuối cùng và chùm cuối trong bảng xếp hạng của chúng ta ngày hôm nay đó sẽ là súng lục điện ác ma. Đây sẽ là cái quà đặt trước của thẻ vô cực mùa Thanh Trừng mùa thứ hai. Đấy, tôi cũng chả nhớ nó là mùa hai mấy, 23, 24, 26 gì đó. Và chắc chắn thì đây là một trong những đồ cá nhân mình đánh giá là khá là hot đấy, nhưng không có nhiều người để ý. Và thực tế thì súng điện là hồi máu ấy là một trong những thứ mà các game thủ, đặc biệt là game thủ chuyên nghiệp, họ dùng khá nhiều. Đấy, nhưng mà cái súng này hồi xưa ấy thì nó là có một số lượng đạn cố định, bắn hết thì vứt đi. Còn bây giờ thì nó sẽ theo cái dạng là súng nó hồi lại được viên đạn, nhưng mà tất nhiên là nó hồi lại với 5 viên đạn và sát thương như thế này thì giết được ai anh em. Đấy, bắn ruồi ruồi nó còn bảo thì đỡ ngứa ghê cái đấy. Và bắn ruồi ruồi nó còn thấy đỡ ngứa thì anh em biết là cái khẩu này sức mạnh nó như nào. Hôm nay thì tất nhiên là mục tiêu của nó không phải để hạ gục đối phương, mục tiêu của nó đó là để hồi máu. Và nói chung là cái skin này thì cá nhân tôi đánh giá là chính bản thân tôi cũng chả để ý là tôi có cái skin này. Cơ bản là bởi vì sao? Cơ bản là bởi vì cái skin này nó cũng khá là vô dụng ấy. Mình thứ nhất là mình cũng ít nhặt cái súng này, thứ hai nữa là kể cả có súng này thì đâu lôi ra bắn nhau đâu, chỉ lôi ra chích cho đồng đội xong rồi lại đút lại vào trong túi. Đấy, chứ còn bảo là cầm cái khẩu này để mà đi one shot thì tôi phải nói với anh em là hết nút chấm. Đấy, phải nói là hết cả nút chấm luôn. Thì đó là top tất cả. Vâng, có lẽ chúng ta điểm qua mười mấy cái skin súng đã từng xuất hiện trong sự kiện Thanh Trừng, thì năm nay có lẽ là cái câu chuyện sự kiện Thanh Trừng nó cũng sẽ dừng lại ở đây thôi. Đấy, không biết là các bạn còn muốn xem nội dung gì về sự kiện Thanh Trừng nữa, mình cũng sẽ có một video giải thích toàn bộ sự kiện Thanh Trừng trong 4 năm qua để cho anh em có thể nắm lấy cốt truyện của cái này nhá. Nhưng mà cái này phải đợi khi nào tôi rảnh đã. Cảm ơn anh em theo dõi video này, và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Rikaki, đừng quên để lại mình một like, một subscribe, được đẹp trai và được xinh gái. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.